Để viết được chữ A này, đầu tiên chúng mình sẽ viết nét cong kín có độ cao 2 ô ly. Đặt bút ở dưới đường kẻ 3, viết nét cong kín. Từ điểm dừng bút của nét cong kín, lia bút đến đường kẻ ngang 3. Chúng mình viết nét móc ngược sát với nét cong kín. Dừng bút ở đường kẻ 2, chúng mình được chữ A.